Chào mọi người, mình là Trường đến từ kênh YouTube Mark One. Trong năm 2022 thì Apple đã ra mắt một con MacBook Air hoàn toàn mới, thay đổi từ thiết kế này về đến cả hiệu năng của máy. Một sự thay đổi rất đáng giá, và chính từ cái đáng giá này cũng làm cho mức giá của MacBook Air cao lên. So sánh một chút nhé, về cái thời điểm mà MacBook Pro M1 ra mắt này, cái mức giá của nó có thể nói là cao nhưng vẫn gọi là hợp lý trong cái tầm giá của một chiếc MacBook chuyên nghiệp. Tuy nhiên đối với dòng MacBook Air này, giá đã lên đến bằng cả MacBook Pro M2, một cái điều mà làm chúng ta khá lăn tăn. Tuy nhiên đến vào thời điểm tháng 11 này thì mức giá của MacBook Air M2 và MacBook Pro M1 đã không còn chênh nhau quá nhiều. Tuy rằng là chúng ta vẫn thấy MacBook Air M2 có mức giá cao hơn một xíu, tuy nhiên đây lại đúng là một cái đối trọng khá là lớn đối với MacBook Pro M1. Vậy thì trong video ngày hôm nay hãy cùng mình giải đáp xem MacBook Air M2 hay Pro M1 cái nào sẽ xứng đáng hơn cho mọi người nhé. Cùng bắt đầu vào video thôi. Hiện tại thì MacBook Air M2 và MacBook Pro M1 đều đang có sẵn hàng tại Mark One. Đường link mình sẽ để ở phía bên dưới để cho mọi người tiện truy cập nhé. Quay trở lại vấn đề chính này. Đối với MacBook thì Apple đã định hướng cho nó rất rõ ràng về cả dòng Air và dòng Pro. Air thì sẽ định hướng đến cho các sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng phổ thông, dùng tác vụ văn phòng hay là các tác vụ nhẹ nhàng hơn. Còn đối với Pro, một sản phẩm nghe tên thôi đã biết Pro rồi, rất chuyên nghiệp, sử dụng cho các coder này, những người editor, chỉnh sửa video, chỉnh sửa ảnh. Thế nhưng mà tại sao MacBook Air M2 lại có giá cao hơn MacBook Pro M1, trong khi một sản phẩm Pro như thế này đáng ra phải có mức giá cao hơn chứ? Thì cái sự chênh lệch giá này nó có xứng đáng hay không? Mình sẽ làm rõ ngay bên dưới cho chiếc MacBook Air này nhé. Đầu tiên dễ dàng đập vào mắt chúng ta nhất chắc chắn là về thiết kế rồi. Một cái thiết kế vẫn là có một phần bo tròn đây, tuy nhiên thì tổng thể của máy lại vuông hơn. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến các dòng MacBook Pro 14 inch hay là 16 inch. Một cái sự chuyên nghiệp đến từ các dòng Pro nhưng lại nằm trên một chiếc máy Air. Như vậy nghe đã thôi đã thấy đáng tiền rồi đúng không? Tiếp đến là về phần màn hình. Đây là một cái điểm mà làm cho chúng ta dễ nhận ra nhất về cái sự thay đổi đột phá ở trên MacBook Air. Tất cả các đời trước thì vẫn có một cái viền tương đối là dày, mặc dù Apple đã làm nó mỏng đi từng năm. Nhưng đến cái đời MacBook Air 2022 này, thật sự là nó đã làm cực kỳ mỏng. Và nó để chúng ta một cái tai thỏ ngay chính giữa, một cái gọi là signature khá là ấn tượng ở năm 2022. Mặc dù là chúng ta có thể thấy nó ở trên những chiếc iPhone X từ năm 2017, tuy nhiên đến 2022, đặt một cái chiếc tai thỏ lên nó vẫn mang cái dấu ấn của Apple khá là lớn. Cái này nó không chỉ mang cái tính chất là làm hình ảnh mà nó thật sự còn cải thiện về sâu bên trong, khi mà camera không còn là 720p nữa, nó đã lên 1080p, đảm bảo cho chúng ta có thể sử dụng một chiếc máy tính để làm học online này, hay là sử dụng để họp hành từ xa đối với đối tác. Một cái cải tiến tương đối là đáng kể đấy. Một điểm nổi bật nữa trên MacBook Air M2 mà M1 không có chắc chắn là về phần Media Engine và xử lý video ProRes. Điều này xuất hiện từ đâu? Điều này xuất hiện từ chính cái việc khác nhau giữa chip M2 và M1. Chip M1 cũng là 8 nhân CPU và 8 nhân GPU giống như M2. Tuy nhiên rằng những bóng bán dẫn ở trên chip M2 là nhiều hơn, từ đó cho cái tốc độ xử lý tốt hơn. Một số cái điểm đánh giá ở trên các trang uy tín có cho thấy rằng M2 vượt trội hơn M1 khoảng 18%. Nghe thì có vẻ ít đúng không? Tuy nhiên thì vẫn là một sự thay đổi đáng kể mà chúng ta cần phải cân nhắc đấy. Cuối cùng một điểm thay đổi tuy là nhỏ nhưng lại thể hiện cái sự tinh tế đến từ Apple, đó chính là về phần sạc. Sạc của MacBook Air 2022 đã sử dụng thêm MagSafe. Điều này sẽ cho chúng ta mở rộng các cổng kết nối, thay vì ngày trước chúng ta chỉ có hai cổng Type-C, vừa phải cắm một cổng sạc và vừa phải kết nối thì chúng ta chỉ còn một cổng mà thôi. Tuy nhiên đến đời này thì cắm sạc và vẫn còn hai cổng Type-C, rất là tiện đúng không? Thêm với đó nữa, mình cũng có một số tai nạn nho nhỏ trên chiếc MacBook Air M2, đó là khi mà sử dụng thì cũng khá là hay bị vấp chân vào dây khiến cho sạc nó tuột ra. Điều này khá là may mắn khi mà nó không kéo cả cái máy của mình đi. Nhưng nếu mà là chiếc Pro M1 này cắm sạc vào và vấp dây thì thôi, đi luôn con máy các bạn ạ. Ngoài ra nữa thì cái phần Touch Bar, một điểm mà làm cho mọi người rất thích thú ở trên chiếc MacBook Pro, thì sẽ chắc chắn không có ở trên MacBook Air rồi, kể cả năm 2022. Tuy nhiên mình cũng không có quá vấn đề gì về cái việc không có Touch Bar này cả, bởi vì thực tế sử dụng ra thì Touch Bar cũng không có giúp ích mình quá nhiều trong quá trình sử dụng máy.
mà thay vào đó mình sử dụng các phím vật lý và thao tác trên màn hình nhiều hơn, nên không có touch bar cũng không phải lo đâu các bạn nhé. Khen MacBook Air 2022 quá nhiều đúng không? Chúng ta không thể bỏ quên được MacBook Pro rồi. MacBook Pro vẫn là một sản phẩm tốt, mình đánh giá là như thế. M1 vẫn xử lý cho chúng ta công việc hoàn toàn ok. Và mình vẫn đánh giá cao ở MacBook Pro về cái điểm lợi của nó khi mà viên pin ở trên chiếc máy này cực kỳ trâu. Phải nói lại nhá, cực kỳ trâu. Khi mà mình sử dụng, mình cắm sạc từ đêm hôm qua đến sáng hôm sau mình vác máy đi làm, đến tận tối mình về nhà mình vẫn còn cày được một bộ phim Netflix nữa. Thì tại sao mà không thể nói là nó trâu đúng không? Một điểm cộng rất lớn về pin chắc chắn rồi. Ngoài ra nữa thì nhiệt độ cũng là một điều cực kỳ quan trọng khi mà sử dụng máy đúng không? Một cái nhiệt độ mát mẻ sẽ làm cho con chip của chúng ta sử dụng tốt hơn, chạy bùng hiệu năng tốt hơn nhiều. MacBook Air 2022 cũng có thể tản nhiệt tương đối là tốt, tuy nhiên không có quạt tản nhiệt cũng là một điểm trừ cho MacBook Air 2022 mà MacBook Pro M1 lại có. Có một chiếc quạt như thế này thì khi mà chúng ta sử dụng hardcore hơn, chỉnh sửa video nặng hơn, thì cái quạt làm mát sẽ làm cho con chip của chúng ta bùng hết hiệu năng và đảm bảo cho cái sự chuyên nghiệp khi làm việc. Tổng kết lại là gì? MacBook Air 2022, MacBook Pro M1, ai sẽ phù hợp với em nó? Ai thích trẻ trung, thay đổi thiết kế mà vẫn có một cái hiệu năng tốt, thậm chí là đến bán chuyên, thì MacBook Air 2022 là lựa chọn quá tuyệt vời về cả thiết kế, ngoại hình, hiệu năng, rất ok. Còn MacBook Pro M1 thì sao? Ăn chắc mặc bền, sử dụng lâu dài, hiệu năng ổn định là những điều mà MacBook Pro M1 sẽ mang đến cho mọi người khi mà lựa chọn em nó nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một theo dõi, một đăng ký và một like để ủng hộ cho kênh Mac One phát triển tốt hơn và những video tiếp theo sẽ có chất lượng cao hơn để mang đến kiến thức cho mọi người nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.